hút cái cành nguyên con luôn. Rồi. Rớt rồi. Nó còn lối anh Cường ơi. Rồi nghỉ vô luôn rồi. Sao vô đây? Nhưng mà nó còn lối. Đây anh B cùng nãy em đi. Không đâu cần, nãy kia đi vô được kìa. Đâu? Đây được. Đây chắc cũng được. Anh coi nó rớt chỗ nào anh chỉ em đi. Đấy hả? Ủa bắn xong mình quên coi chỗ nào. Đây rồi. Đồ ta đâu rồi, mới chạy đây nè. Nó lủi. Tuyệt vời các bạn ơi. Cuối cùng cũng lùm nó rồi nha. Lại một pha gian nan nữa. Ngay ngực nữa nè. Tuyệt vời. Ném lùm hai con gian nan cả hai luôn. Em bồi thêm viên nữa rồi. Tuyệt vời luôn. Đó là cây con hit thần thắng của mình nha. Thở như con. Anh bị thỏng nó lại, nó la đây cái. Một viên thống ngực này mà muốn chạy. Một viên bòi ngay đây nữa này. Ok. Tuyệt vời. Để được rồi, đi vô đây một con được rồi. Ôi bả lũi ghê quá. Giờ con tôi ngủ đi ta. Tuyệt vời, ok em. Êm luôn. Ngọt nước. Cường bắn được con tu hú nữa các bạn. Thấy không anh? Hả? Tút bên đây nè Cường. Nó xà tút bên đây nè. Bên tay phải anh á. Có. Xà bên tay phải á, đi qua tầm 5 mét nữa mới thấy. Rớt thẳng trên cây xuống luôn các bạn. Rớt bắn từ trên đây rớt xuống đây. Chắc rớt xuống lũi rồi. Xôn Cường này nhỏ rồi. Bắn 5-6 con mà không lụm được con nào. Chỗ ngực không à. Không, cái bụi này khó lắm. Nhìn cái bụi này các bạn. Nhìn dày thì nó lũi vô sao mà kiếm. Buồn quá. Dạ anh Cường ơi. Không ráng được nữa đúng không? Không thấy nổi rồi. Là một viên ngay đầu luôn. Em thấy nó rớt thẳng luôn mà. Nhưng mà xuống chắc nó còn sống được xíu, nó lủi. Điên thanh niên đen nhất ngày. 5-6 con luôn. Thôi lên đường tiếp thôi. Đừng buồn và khóc nữa. Ok.
Nên đi săn tôi hú được 3 con nha các bạn. Nên quyết định không bắn chim nhỏ mà. Tuyệt vời. Hôm nay là đi anh em đi săn tôm hú nhé các bạn. Sáng giờ là 3 con nhá. Một con tôm hú bông đầu tiên mình bắn này. Mình bắn không Peter bồi. Con này nó cực kỳ khổ. Con này là con thứ hai Peter mới bắn. Cũng lầm cực kỳ khổ. Con này lầm cũng cực kỳ khổ. Con thứ ba Peter bắn này. Dễ. Bây giờ là nghỉ nghỉ buổi trưa anh em lấy dưa ra ăn. Chúc dưa nha các bạn. Tuyệt vời, thành công quá. Ba con này là phải được 7 lạng không anh? Trên. Được ạ. Ú nu, con này mập nhất này, con mới rớt á. Đây con mới rớt này. Ê, không, mới rớt là con rớt chứ. Tính ra con này mập nhất, đúng rồi, con này mới rớt này. Anh coi nó nặng muốn gấp đôi con kia luôn. Tuyệt vời quá nha các bạn. Ngủ cu nha các bạn. Tuyệt vời. Trúng. Lượn vô tiếp rồi. Lượn vô trong chết rồi. Rớt rồi đó, con đó chết chắc rồi. Giữa người luôn. Lượn vô trong chết rồi. Đấy, đấy, đấy. Mày nhướng mặt. Nhướng mặt với chị. Cường hại đường cua nhí nha các bạn. Trúng đầu nữa hả? Hả? Lại trúng đầu. Đây. Nổ ngực nè. Đó. Rớt rồi đó. Rớt chưa? Ủa anh không nhìn hả? Rớt rồi. Nó còn chạy hả? Nó còn chạy kìa. Đâu, 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 đâu. Từ từ từ. Chị em. Rồi xong. Năm rồi, năm rồi, năm rồi. Năm rồi, năm rồi. Năm rồi hả? Năm rồi. Giờ cho lụm. Năm chưa? Năm rồi. Ghê ấy. Đây này này. Đến xuống lụm. Chỗ đây này. Đó. Xem một cục đó nằm đó. Chỗ kia có cái xuồng gì á. Cho nó cái nữa đi. Thôi năm rồi. Thôi mà nó tỉnh. Rồi giờ mới nằm đó. Đâu 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 đâu. Rớt một con nha các bạn. Tuyệt vời. Thêm một con nữa. Bên đây nữa các bạn, để mình đi xuống cho các bạn coi nha. Thôi, để anh Cường lấy nha. Tích ngắt rồi. Đâu ta? Vẫn phát chít luôn. Bây giờ sao? Lỗi hả? Hả? Lỗi hay sao? Đi xuống sát đạp, đạp cái lá dừa ấy. Đạp cái lá dừa okay. Nó nằm ngang luôn. Này. Cái này thì nó không lún đâu. Mà nó đâu rồi á, em thấy nó. Đạp lên mấy cái lá dừa á.
Được không? Được không? Nhắm được không? Không được thì thôi bỏ. Bắn tới 4 viên vào người cơ mà. Thấy rồi đúng không? Cảm giác nún quá thì thôi nha. Các bạn thấy là Peter nó đang cố gắng để đi xuống lấy con tù hú lên vì nỡ bắn rồi. Bước nhanh chân nên bước chậm là nó lún sâu á. Thấy rồi đúng không? Ok. Ok ok, rồi lên đây. Em đứng ở dưới đó em giơ lên cũng chả thấy. Không. Chúa rồi. Ăn đủ luôn rồi. Qua bên này rửa được này em ơi. Trời ơi, lập được con tu hú là đúng là cực nhọc luôn à. Ôi giời ơi, thằng em tôi. Đây các bạn thấy nó bắn được con tu hú này. Bôi. Các bạn. Trúng đâu ta? Trúng ngực nữa. Con tu hú thứ tư à? Con tu hú thứ tư. Tuyệt vời. Dễ hay luôn. Nè, yeah, dễ hay luôn. Quá trời lội rồi. Cười há hê nữa chứ. Ghê thiệt. Bắn. Em thấy có mình cái kẻ lá à chứ không thấy nó đâu. Cái rớt ảo luôn. Em tưởng anh nhìn thấy chứ. Còn đấy chắc cũng xuyên luôn. Anh có thể nhìn cái gì đâu mà. Ủa dơ. Đi. Giờ bắt con nào rớt lên đó là lụm luôn nhá. Không sợ nữa đâu nhá. Anh bắn cho em có lý do xuống leo rào rửa chân coi. Em test một phát đi ba con lần nha. Ngồi một con. Có cơ xuống rồi. Con kìa. Con nó tự té à? Con kia đâu? Hả? Chết hai con rồi. Ôi. Ê con kia chạy kìa. Mày. Nhắm ổn đi xuống nha, không ổn thôi nha. Không ổn lắm. Thấy là không ổn rồi đó. Rồi lâm hai con cu đây, rửa chân tay cái thứ đi. Vô hại luôn. Trời ơi là trời. Một con chết rồi, một con đang chạy nè. Con chạy đâu ta? Chị kỳ quá. Mày có bơi được đâu mà. Đâu còn con. Không, con nữa nó cũng xuống đây luôn rồi. Ủa đâu ta? Ê nó đi bộ tôi bên kia rồi. Ê mày lại không biết bơi mà mày lại bơi. Vô đây. Nhanh lên. Vô đi mà. Không biết bơi mà cứ đòi bơi là nhỏ nhỉ.
bầm. Trời ơi. Ôi giời. Lên cửa. Nè. Nè. Cắt cho cốp mẹ em đi. Xuống ngay vô đây này. Thôi rửa chân tay hết đó. Vô hay rồi. Khổ quá mà. Xuống cửa rồi mát lắm. Cười cười ừ. Vui lắm cười. Bánh gụng cò luôn. Hả? Có được qua không? Thôi bơi luôn. Có qua bánh gụng cò nha các bạn. Bồi thêm viên cho chắc anh Cường ơi. Ra nó bay nữa em buồn lắm á. Rồi. Chính thức gục. Nói bắn được con cò nha các bạn. Tuyệt vời. Bơi nào. Để nón đi đi. Lại bơi. Đấy các bạn. Bơi quá đuối luôn. Bắn sợt cái đầu nha. Hèn chi không nghe tiếng gì hết mà thấy gục. Thôi lên đường tiếp Cường ơi. Tìm. Hồi nãy thì lội xuống mất tôi không? Bây giờ lội xuống mất còn. Gù gù luôn. Đuối quá. Về như con dê.